Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Dù không phải nơi tâm bão đổ bộ, song ảnh hưởng từ hoàn lưu bão, nhiều khu vực ven biển của Hà Tĩnh cũng có mưa lớn. Phản ánh của khán giả Nhật Bảo có số điện thoại 0919 3 số cuối 199. Trên một số tuyến đường của Hà Nội xuất hiện những tiểu thương kinh doanh nhỏ lẻ dùng loa phát ra âm thanh lớn để quảng cáo hàng bán gây ô nhiễm tiếng ồn, tra tấn người đi đường. Phản ánh của khán giả Lương Đình Khoa, số điện thoại 0988 3 số cuối 903. Ban quản lý di tích văn hóa Ốc Eo tỉnh An Giang vừa tổ chức triển lãm chuyên đề 10 năm bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Ốc Eo Ba Thê. Chia sẻ của khán giả Bảo Phúc, số điện thoại 0939 3 số cuối 656. Gặp gỡ người đàn ông sở hữu căn nhà làm từ hơn 140 khối gỗ căm xe, chia sẻ của khán giả Mạnh Lương có số điện thoại 0974 3 số cuối 421. Cùng chung chí hướng làm việc thiện giúp mọi người, một thanh niên ở Cà Mau đã góp tiền để mua xe cứu thương, hỗ trợ vận chuyển người bệnh miễn phí. Chia sẻ của khán giả Trần Ngọc Linh có số điện thoại 0375 3 số cuối 674. Thưa quý vị, dù không phải là nơi tâm bão đổ bộ, song ảnh hưởng từ hoàn lưu bão khiến cho nhiều khu vực ven biển của Hà Tĩnh cũng có mưa lớn. Theo đó, từ rạng sáng ngày 28 tháng 9, khu vực ven biển ở một số địa phương phía nam tỉnh Hà Tĩnh có gió cấp 5, cấp 6. Trong đó, từ đêm ngày 27 tháng 9 và sáng ngày 28 tháng 9, nhiều khu vực có mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Mưa lớn kéo dài khiến các hồ chứa nhỏ ở nhiều địa phương đã cơ bản tích đầy nước, một số hồ đã chảy tràn tự do. Mực nước một số hồ chứa lớn như hồ Kẻ Gỗ đạt 25,53 trên 32,5m, hồ Sông Giác 20,55 trên 23,2m. Để chủ động ứng phó với mưa lũ, các địa phương đang theo dõi sát diễn biến thời tiết, sẵn sàng mọi phương án kế hoạch ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản cho nhân dân, tuyệt đối không chủ quan trước mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4. Đồng thời Hà Tĩnh cũng cảnh báo người dân có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ trên các sông từ 5 đến 7 mét, hạ lưu từ 1 đến 2 mét. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông, khu đô thị. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1. Trước đó, tại Quảng Trị, ảnh hưởng từ bão số 4, một trận lốc xoáy đã biến cả khu chợ Cửa Việt thuộc thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị thành đống đổ nát. Nhà dân bị đổ ập, nhiều ki-ốt ở chợ bị tốc mái. Hôm nay, ngày 28 tháng 9, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Gio Linh cho biết đang khẩn trương huy động các lực lượng khắc phục hậu quả do cơn lốc gây ra vào chiều ngày 27 tháng 9. Theo đó, chiều ngày 27 tháng 9, một trận lốc xoáy mạnh xảy ra vào khoảng 16 giờ tại khu vực chợ Cửa Việt, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh. Trận lốc đã biến toàn bộ khu chợ thành đống đổ nát, hoang tàn. Tất cả hàng hóa của cải của người dân nằm lẫn vào rác rưởi, gạch ngói bị nát vụn. Tại hiện trường, khung cảnh ngổn ngang, bừa bộn, nhiều người dân đã rơi nước mắt trước những mất mát về tài sản. Nhà mô rồi gì cho gì chưa chú? Cái gì à? Bay hết rồi. Con nhà có bị sốc không? Mày con chở rồi, mày con chở rồi.
có 4 người dân bị thương được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Hiện các lực lượng chức năng đang phối hợp với người dân thu dọn hiện trường, hỗ trợ bà con tiểu thương. Theo báo cáo, có 180 hàng quán và 120 nhà bị bay, tốc mái, trong đó có 2 nhà bị sập hoàn toàn. Sau khi trận lốc xoáy xảy ra, tiệm vàng Phước Thịnh ở trong chợ Cửa Việt bị lốc thổi, mất rất nhiều vàng trong tiệm. Vàng ấy. Anh là làm cái gì anh? À, bị thương đây hả? Mà anh là muốn bán cái gì đây? Vàng rồi, mất hết à? Ăn hụt hết rồi à? Người dân địa phương và lực lượng chức năng đã cùng giúp gia đình tìm vàng nhưng chưa tìm thấy. Theo người dân chứng kiến, trận lốc xảy ra trong vòng chỉ vài phút nhưng để lại thiệt hại nặng nề. Gần đây trên một số tuyến đường của Hà Nội như đường Phạm Hùng, đoạn ngã tư giao với đường Đỗ Đức Dục, ngã ba đường Tố Hữu giao với đường Trung Văn hay là phố Phan Văn Trường và Xuân Thủy của quận Cầu Giấy, thường xuyên xuất hiện những tiểu thương kinh doanh nhỏ lẻ dùng loa phát ra âm thanh lớn để quảng cáo bán hàng. Tình trạng này lặp đi lặp lại, kéo dài, thường xuyên không chỉ gây khó chịu cho người đi đường mà những hộ dân sống ở quanh khu vực này thường xuyên bị tra tấn bởi thứ âm thanh không hề muốn tiếp nhận này. Phá vỡ không gian bình yên buổi tối bằng tiếng loa vọng tới từ ngoài đường phố với thông tin một nhà hàng lẩu ếch vừa khai trương. Tình trạng này xuất hiện cả tuần nay trên tuyến phố Phan Văn Trường và Xuân Thủy của quận Cầu Giấy. Vỉa hè đoạn ngã ba đường Tô Hữu giao với đường Trung Văn cả vài tháng nay trở thành địa điểm lý tưởng để bác loa phát đi phát lại thông tin bán bảo hiểm và bọc chân chống xe máy. Đặc biệt, khu vực ngã tư đường Phạm Hùng giao với đường Đỗ Đức Dục hơn một tháng nay vỉa hè là nơi tập kết để dừng đỗ ô tô bán dưa hấu. Loa phát thanh hòa lẫn tiếng ồn ào của xe cộ được tận dụng để thu hút người đi đường. Cách đó chừng 5 mét là một góc bán dây sạc, tai nghe, bảo hiểm xe máy của một thanh niên. Anh này cũng bắc loa và bật hết công suất hướng về phía khu vực bán dưa hấu như một cuộc chiến ngầm giành giật thông tin tra tấn lỗ tai qua đường. Rất mong chính quyền các quận của Hà Nội thường xuyên rà soát và xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, bắc loa phát thông tin bán hàng tự phát, tra tấn người đi đường bằng âm thanh như những trường hợp nêu trên. Mới đây, Ban Quản lý Di tích Văn hóa Ốc Eo tỉnh An Giang đã tổ chức triển lãm chuyên đề 10 năm bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Ốc Eo Ba Thê nhằm chào mừng kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh An Giang 1832-2022, đồng thời tuyên truyền quảng bá giá trị văn hóa di sản sau 10 năm sưu tầm tư liệu. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích quốc gia đặc biệt Ốc Eo Ba Thê thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong đó tiêu biểu nhất là việc xây dựng và hoàn thành hồ sơ giai đoạn 1 di sản văn hóa thế giới đối với khu di tích khảo cổ Ốc Eo Ba Thê, hoàn thành đề án nghiên cứu tổng thể khu di tích khảo cổ Ốc Eo Ba Thê, nền chùa, văn hóa Ốc Eo Nam Bộ, hoàn thành đồ án quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Ốc Eo Ba Thê giai đoạn 2021-2030 và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 115 ngày 30 tháng 1 năm 2021, hoàn thành bộ tem văn hóa Ốc Eo đầu tiên của Việt Nam, hoàn thành công tác triển lãm gốm Ốc Eo Nam Bộ. Song song đó, Ban Quản lý cũng triển lãm quốc tế về văn hóa Ốc Eo tại Hàn Quốc, hoàn thành bản đồ số hóa văn hóa Ốc Eo tỉnh An Giang, phối hợp biên soạn, phát hành hàng chục đầu sách khoa học về văn hóa Ốc Eo trong 10 năm qua. Nhờ vậy, từng bước bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Ốc Eo. Năm hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị thì cái tâm điểm lớn nhất đó là sẽ giới thiệu cái nền văn hóa này ra coi như là trong giới thiệu nền văn hóa này trong nước và thế giới được biết, đặc biệt đó là sẽ góp phần để hoàn thành cái công việc xây dựng hồ sơ di sản văn hóa thế giới đối với khu di tích quốc gia đặc biệt Ốc Eo Ba Thê. Hiện tại thì chúng tôi đã hoàn thành xong cái giai đoạn 1 xây dựng hồ sơ di sản văn hóa thế giới UNESCO ở Paris, Pháp
đã cho đăng trên cái website của UNESCO ra coi như là cả thế giới ghi nhận cái di tích quốc gia đặc biệt Ốc Eo Ba Thê sẽ đề xuất trong cái danh mục là di sản văn hóa thế giới trong tương lai. Hay thì khu di tích văn hóa Ốc Eo cũng đã làm được rất là nhiều việc, ví dụ như là tổ chức một số cái đoàn đến đây hoặc là mời gọi các công ty lữ hành trên địa bàn tỉnh để kết nối những cái tour du lịch nội tỉnh, khuyến khích người dân An Giang đi du lịch tại An Giang hoặc là những cái tỉnh bạn đến An Giang để du lịch. Thì tôi thấy cái điều này rất là hay. Riêng về phía công ty du lịch Việt Xanh thì chúng tôi có đề nghị như thế này: di tích Ốc Eo thì rõ ràng đây là một cái nơi mà có giá trị rất là lớn mà chúng ta ai cũng đã biết tới, nó mang yếu tố lịch sử văn hóa. Và chính vì thế nữa thì nếu mà chúng ta muốn thu hút khách về cái vùng này thì hiện nay nếu mà như thế này không thì nó vẫn chưa có đầy đủ lắm, vẫn chưa có những cái yếu tố quan trọng để giữ chân khách. Mà nếu muốn giữ chân khách đến cái vùng này ở 1 tiếng, 2 tiếng hoặc 3 tiếng dài hơn nữa thì chúng ta sẽ làm thêm nhiều thứ. Ví dụ như là chúng ta sẽ tạo thêm những cái điểm nhấn là cái điệu múa Ốc Eo, điệu múa của người Ốc Eo xưa để cho du khách họ thấy đây là một cái nét văn hóa của người Ốc Eo. Hoặc là chúng ta có thể là nhờ các chuyên gia họ xem coi những cái ẩm thực của người Ốc Eo như thế nào để chúng ta sẽ đưa ra để quảng bá trong cái đề ẩm thực của văn hóa xưa. Và cái thứ tư nữa là cái trang phục của người Ốc Eo thì khi khách đến đây thì họ rất muốn biết là cái nếp sống văn hóa, cái trang phục của người Ốc Eo ngày xưa ở cái vùng này ra sao. Thì đó cũng là những cái mà chúng ta tạm thời để tạo nên cái điểm nhấn khi khách đến cái vùng này. Sự kiện truyền tải hình ảnh có giá trị vượt thời gian đến công chúng. Tuy nhiên, để văn hóa Ốc Eo được phát huy trong thời gian tới, Ban Quản lý Khu Di tích Văn hóa Ốc Eo Ba Thê mong muốn người An Giang hãy tham gia hưởng ứng các hoạt động du lịch và ủng hộ cho du lịch nội tỉnh An Giang phát triển rộng lớn hơn nữa, hiệu quả hơn nữa trên các lĩnh vực văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng và thiên nhiên một cách bền vững. Thưa quý vị, với niềm đam mê mãnh liệt về kiến trúc và mong muốn gìn giữ nét văn hóa truyền thống của dân tộc, ông Trần Văn Liền, hay còn gọi là ông Năm Liền, ngụ tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, đã đầu tư một căn nhà vô cùng độc đáo. Đây không chỉ đơn giản là nhà ở, mà còn được ví von như là một tuyệt tác về nghệ thuật, bởi ngôi nhà mang đậm kiến trúc nhà ở truyền thống của ba miền Bắc, Trung, Nam và được làm từ hơn 140 khối gỗ căm xe. Tọa lạc tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, ngôi nhà với lối kiến trúc độc đáo của ông Trần Văn Liền khiến ai cũng muốn được một lần tận mục sở thị. Được biết, ngay từ khi còn nhỏ, ông Liền đã có niềm đam mê với kiến trúc, đặc biệt là những lối kiến trúc truyền thống. Ông có cơ hội được đi nhiều nơi từ Bắc, Trung, Nam, tiếp thu nhiều kiến thức, sau đó ông quyết định xây dựng một căn nhà kết hợp kiến trúc truyền thống của cả ba miền, nhưng chủ đạo vẫn là kiến trúc truyền thống Nam Bộ. Ngôi nhà được nhóm thợ hơn 10 người đến từ Nghệ An xây xuyên suốt trong vòng 12 tháng và hoàn thiện vào đầu năm 2021 với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng. Thí dụ như là ghé Hà Nội thì mình thấy những cái vùng phụ cận đó người ta xây tường, xây nhà mà người ta xây gạch, người ta không có tô. Mình thấy cái đó nó cũng hay hay, cho nên về tôi cất, tôi xây gạch không tô. Nhưng mà cái gạch của mình có xử lý, rồi kẻ đường gon, cách tân rồi cho nó đẹp. Đó, rồi ghé Hội An thì mình thấy là bà con ở Hội An người ta cất nhà gỗ có tầng gác. Mình thấy cũng hay hay. Ở về tôi cũng cất có tầng gác, nhưng mà ở đây tôi cất có tầng gác đó là tôi có làm cái ban công chạy dòng theo cái chu vi của cái nhà. Là một người con của miền Tây sông nước chính hiệu, ông Năm Liền chọn kiến trúc Nam Bộ làm chủ đạo, nên cột kèo, phòng, vách đều được làm hoàn toàn từ gỗ. Từng chi tiết trong căn nhà được ông xây dựng bố trí một cách tỉ mỉ, vô cùng độc đáo và đẹp mắt. Nhà xây dựng trệt, lầu, có ban công nhỏ, giống như nhà cổ ở Hội An, vừa để hóng mát, vừa để hái lá cây trong vườn. Toàn bộ cửa trong nhà được làm theo kiểu lá sách và không sử dụng đinh để cố định. Phần nội thất các bức phù điêu đều được làm từ gỗ và chạm trổ vô cùng công phu. Ông Liền cho biết rất nhiều ngôi nhà cổ Việt Nam thường có các bức phủ điêu, chạm trổ về các điển tích ở Trung Hoa. Riêng căn nhà của ông chỉ sử dụng điển tích của Việt Nam như phủ điêu về Cửu Đỉnh ở Huế, điển tích Hai Bà Trưng cưỡi voi đánh trận. Qua đó ông muốn giới thiệu cũng như ghi nhớ về lịch sử hào hùng của dân tộc. Điều đặc biệt trong căn nhà có nhiều câu chữ, câu đối, điêu khắc như những thông điệp ông Năm muốn truyền tải đến con cháu của mình. Nếu mà nói nhà cổ thì phải có câu đối. Cái mẫu tự mà tôi chọn thì tôi chọn theo chữ Nho đó, bởi vì chữ Nho nó có cái hàm ý trong đó nó sâu xa. Nếu mà chúng ta chiết tự đó ra thì nó có nhiều cái sâu lắm, hay lắm.
Cho nên nó là tự tôi soạn ra những cái câu đối đó lên để cũng như là mình nói lên cái tâm tư nguyện vọng của mình, mà trong đó nó gửi gắm cái sự mà giáo dục truyền thống cho con cháu. Tuy cũ mà mới, với sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc của ba miền Bắc, Trung, Nam, ông Năm Liền vừa giữ được những giá trị truyền thống xưa, vừa mang đến làn gió mới trong cách tân cho căn nhà của mình. Từ đó, căn nhà trở nên độc đáo và cũng là nơi lưu giữ những nét xưa một thời. Thưa quý vị, tiền thì ai cũng quý, nhưng tiền giúp được cho người gặp hoạn nạn khó khăn trong những lúc đối diện với sự sống và cái chết thì càng trân quý hơn. Chính từ suy nghĩ cao đẹp đó mà 8 con người có chung chí hướng muốn giúp đỡ người khác ở thị trấn Biển Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau đã cùng nhau mua sắm xe cứu thương để chở bệnh, góp phần giành lại sự sống cho những cảnh đời bất hạnh. Hơn 5 năm qua, hàng ngàn chuyến xe nghĩa tình chở người bệnh vẫn đều đặn lăn bánh chở bệnh nhân hay thậm chí là những người đã mất ở bệnh viện mà không có tiền thuê xe trở về quê. Xuất phát từ thực tế, Sông Đốc là thị trấn biển, với hơn 35.000 người cư trú và hàng ngàn ngư dân tạm trú, nhưng chỉ có một phòng khám đa khoa, không có xe chuyển bệnh. Các ca bệnh nặng hoặc tai nạn lao động khi được chuyển đến đây thường phải di chuyển lên tuyến trên để điều trị. Nhu cầu di chuyển của bệnh nhân là lớn, nhưng do không có xe nên nhiều người đành bấm bụng chuyển bằng xuồng máy, dẫn đến hậu quả người bệnh không thể cầm cự nổi khi đến bệnh viện tuyến trên. Chứng kiến nhiều trường hợp đau lòng như thế, nên những con người chung niềm mong mỏi muốn giúp đỡ người khác vượt qua khó khăn ở Sông Đốc đã đóng góp lại mua một chiếc xe cấp cứu để giúp bệnh nhân được đến với nơi điều trị an toàn hơn. Cũng nhờ chiếc xe từ thiện để kịp thời giúp đỡ cho em tôi như vậy đó, đưa lên để kịp thời. Thì giờ nó cũng hơi ổn định một chút, thì tôi cũng rất cảm ơn bà con để giúp đỡ cho em tôi được sớm lên đây để được trị bệnh. Ông cụ phát bệnh lên mà tôi thì trong gia đình cũng nhờ có chiếc xe từ thiện từ Sông Đốc chở ông cụ lên kịp thời tới bệnh viện huyện Trần Thời. Thì người nhà tôi trong gia đình cũng rất chân thành cảm ơn chiếc xe từ thiện từ Sông Đốc chuyển lên. Những ca bệnh tai biến mạch máu não hay những ca bệnh xuất huyết não, tai nạn thương tích dạng nặng thì thời gian chính là sự sống của bệnh nhân. Điều khó của vận chuyển các ca này chính là làm sao nhanh nhất mà lại ít dằn sóc nhất, trang thiết bị y tá đi kèm và thậm chí là khuôn vác bệnh nhân có khi do một mình tài xế đảm nhận. Bất kể già trẻ, giàu hay nghèo và thời điểm nào, miễn tình trạng nguy hiểm cần vận chuyển thì đều được chuyến xe giúp đỡ. Chở bệnh là một lẽ, còn mình còn nhiều cái vấn đề, những cái người khó quá thì trong hội anh em mình điện hoặc là điện với nhau thôi, chứ cũng không có thời gian để ngồi bàn, ai cũng đi làm việc á, thì mình đi chuyển xác về hoặc là chở xác tới bệnh viện mà lỡ nó có tử vong thì mình chở người ta về, mình giúp luôn cho người ta. Còn về mà khó quá thì mình có cái chính sách thêm, ví dụ như đi xin hòm hỗ trợ hoặc là cho tiền hoặc hình thức gì đó, cái nào thấy nó tốt thì mình tiếp người đang cần. Khi em đây thấy và những cái trường hợp đi ngoài biển chở vô dùng Sông Đốc là dùng sâu dùng xa và chở vô tai nạn nhiều, mà tai nạn khi vận chuyển cấp cứu lên huyện hoặc đi Cà Mau thì đi bằng xuồng hoặc là đi bằng vỏ, nên khi mình điện xe ngoài thì xe ngoài nó máu me khi nó không chở, nên tụi em thấy cái gì mới thành lập một cái hội. Thì anh em cũng nhiều anh em, 7 anh em chung chí hướng. Ngoài 700 triệu ban đầu bỏ ra để mua xe và trang thiết bị y tế, thì mỗi ngày chi phí vận hành xe cũng ngốn hết hơn 1 triệu đồng. Tuy nhiên, nhìn những bệnh nhân đến bệnh viện kịp lúc, thì những người làm trong đội từ thiện xe cấp cứu lại cảm thấy nhẹ lòng. Tất cả tiền để duy trì hoạt động chuyến xe được anh chị em trong hội từ thiện đóng góp. Có những khi xe hư cần sửa chữa thì bản thân tài xế kiêm luôn phần sửa chữa để cho kịp chuyến chở bệnh nhân tiếp theo. Có đôi lúc gặp những trường hợp người mất trong khi gia đình quá khó khăn thì chuyến xe kiêm luôn nhiệm vụ chở xác về quê. Các thành viên trong hội từ thiện sẽ quyên góp tiền hỗ trợ hàng gương mai táng cho người chết. Phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát sóng trong ngày hôm nay.
dù không phải là nơi tâm bão đổ bộ, song ảnh hưởng từ hoàn lưu bão, nhiều khu vực ven biển của Hà Tĩnh cũng có mưa lớn. Theo đó, từ rạng sáng ngày 28 tháng 9, khu vực ven biển ở một số địa phương phía nam tỉnh Hà Tĩnh có gió cấp 5, cấp 6. Trong đó, từ đêm 27 tháng 9 và sáng ngày 28 tháng 9, nhiều khu vực ở Hà Tĩnh có mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị. Phản ánh của khán giả Nhật Bảo có số điện thoại 0919 3 số cuối 199. Gần đây trên một số tuyến đường của Hà Nội như Phạm Hùng, đoạn ngã tư giao với đường Đỗ Đức Dục, ngã ba đường Tô Hữu giao với đường Trung Văn, hay phố Phan Văn Trường và Xuân Thủy của quận Cầu Giấy, thường xuyên xuất hiện những tiểu thương kinh doanh nhỏ lẻ dùng loa phát ra âm thanh lớn để quảng cáo bán hàng. Tình trạng này lặp đi lặp lại, kéo dài thường xuyên, không chỉ gây khó chịu cho người đi đường mà những hộ dân sống ở quanh khu vực này thường xuyên bị tra tấn bởi thứ âm thanh không hề muốn tiếp nhận này. Phản ánh của khán giả Lương Đình Khoa có số điện thoại 0988 3 số cuối 903. Vừa qua, Ban Quản lý Di tích Văn hóa Ốc Eo tỉnh An Giang đã tổ chức triển lãm chuyên đề 10 năm bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Ốc Eo Ba Thê nhằm chào mừng kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh An Giang 1832-2022, đồng thời tuyên truyền quảng bá giá trị văn hóa di sản sau 10 năm sưu tầm dữ liệu. Chia sẻ khán giả Bảo Phúc, số điện thoại 0939 3 số cuối 656. Tọa lạc tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, ngôi nhà với lối kiến trúc độc đáo của ông Trần Văn Liền khiến ai cũng muốn được một lần tận mục sở thị. Đây không chỉ đơn giản là nhà ở mà còn được ví von như một tuyệt tác nghệ thuật bởi ngôi nhà mang đậm kiến trúc nhà ở truyền thống của ba miền Bắc, Trung, Nam và được làm từ hơn 140 khối gỗ cam xe. Chia sẻ của khán giả Mạnh Lương có số điện thoại 0974 3 số cuối 421. Tiền ai cũng quý, nhưng tiền giúp đỡ được cho người gặp hoạn nạn khó khăn trong lúc đối diện với sự sống và cái chết thì càng chân quý hơn. Chính từ suy nghĩ cao đẹp đó mà 8 con người có chung chí hướng muốn giúp đỡ người khác ở thị trấn biển Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau đã cùng nhau mua sắm sách cứu thương để cho bệnh nhân, góp phần dành lại sự sống cho những cảnh người bất hạnh. Ngoài 700 triệu ban đầu bỏ ra để mua xe và trang thiết bị y tế, thì mỗi ngày chi phí vận hành xe cũng ngốn hơn 1 triệu đồng. Tuy nhiên, nhờ những bệnh nhân đến bệnh viện kịp thời đúng lúc thì những người làm trong đội từ thiện sẽ cấp cứu lại cảm thấy nhẹ lòng. Chia sẻ của khán giả Trần Ngọc Linh, số điện thoại 0375 3 số cuối 674. Chương trình Góc nhìn khán giả của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin hình ảnh cần chia sẻ, quý vị có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.